Xin kính chào tất cả các anh chị, những ai đang theo dõi bài giảng này. Đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing trong doanh nghiệp luôn luôn là một đề tài gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí đó là những cuộc chiến khốc liệt trong phòng họp mỗi khi nói về chủ đề này. Nhiều nhà quản trị thì cho rằng doanh nghiệp đang tiêu tốn rất nhiều khoản tiền để đổ vào marketing, đổ vào truyền thông, quảng cáo và tiếp thị, nhưng hiệu quả thì chưa đo đếm được. Đo lường hiệu quả của hoạt động marketing có thực sự khó? Câu trả lời là khó thực sự. Tuy nhiên không có gì là không có giải pháp. Vấn đề là chúng ta chưa nghĩ ra mà thôi. Vậy thì trong video bài giảng này, chúng ta sẽ cùng với nhau học về 39 chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động marketing để từ đó xây dựng một bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động marketing sao cho nó phù hợp với lại doanh nghiệp của mình. Cấu trúc của bài giảng gồm có 4 phần. Phần 1 là bộ chỉ số đo lường hiệu quả về mặt tài chính, nó gồm có 6 chỉ số căn bản. Phần 2 là bộ chỉ số đo lường hiệu quả truyền thông và tiếp thị, nó gồm có 13 chỉ số. Phần 3 là bộ chỉ số đo lường hiệu quả trong bán lẻ, nó gồm có 17 chỉ số và phần 4 là bộ chỉ số đo lường hiệu quả của nhân viên, nó gồm có 3 chỉ số. Sau khi học xong các bộ chỉ số này, các doanh nghiệp sẽ về xây dựng một bộ chỉ số đo lường hiệu quả của hoạt động marketing sao cho nó phù hợp với lại doanh nghiệp của mình. Chỉ số đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm nó là doanh thu. Thì tất cả những người làm kinh doanh thì đều quan tâm đến cái chỉ số này đầu tiên. Như chúng ta đã biết rằng doanh thu thì bằng giá của sản phẩm hoặc là giá của dịch vụ nhân với lại lượng hàng bán ra trong một khoảng thời gian T nhất định nào đó chúng ta có thể tính toán à, cái doanh thu này theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc là theo năm, tùy thuộc vào cái thời điểm mà chúng ta mong muốn, chúng ta cần để được tính toán về cái lượng doanh thu bán hàng của chúng ta và cũng tùy thuộc vào cái mô hình dịch vụ của chúng ta nữa. Nhưng thông thường thì chúng ta sẽ tính toán cái doanh thu này theo theo ngày. Tuy nhiên, doanh thu chỉ là kết quả bước đầu để đo lường hiệu quả của hoạt động marketing, bởi vì kinh doanh là phải tạo ra lợi nhuận để tạo ra một đồng doanh thu thì doanh nghiệp cần phải tiêu tốn rất nhiều các khoản chi phí, trong đó có cả chi phí cho marketing như chi phí truyền thông, chi phí tiếp thị sản phẩm, chi phí quảng cáo sản phẩm, à, chi phí bán hàng, vân vân và vân vân. Do đó, nhiệm vụ của người làm marketing không chỉ giúp cho việc bán hàng tốt hơn mà họ còn phải tối ưu được cả chi phí để góp phần gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình. Những chuyên gia marketing thực thụ họ còn tính toán đến cả nhu cầu của thị trường và biết cách để bán ra được một lượng hàng lớn trong một khoảng thời gian ngắn nhất để tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí lưu kho nhằm giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình. Có rất nhiều những bạn mới bước chân vào làm kinh doanh, khi mà chúng ta thấy doanh thu nó về, các bạn sẽ cảm giác thật là tuyệt vời, thật là sung sướng. Tuy nhiên các bạn đang quên mất rằng các bạn đang chưa tính toán đến các khoản chi phí mà các bạn phải bỏ ra để có được một cái lượng doanh thu thu về như thu về như vậy. Và có rất nhiều các trường hợp khi các bạn tính toán lại thì các bạn giật mình khi thấy rằng mặc dù doanh thu cao nhưng mà chúng ta lỗ, cái việc kinh doanh của chúng ta lỗ. Do đó nên khi làm kinh doanh, các bạn cần phải hết sức lưu ý để cân đối các khoản chi phí phải bỏ ra để có được lượng doanh thu thu về từ việc bán hàng. Chỉ số thứ hai là lợi nhuận gộp. Thì tất cả những người làm kinh doanh, những người làm marketing thì chúng ta hầu như chúng ta đều biết về cái chỉ số này và đều đã tính toán cái chỉ số này thường xuyên rồi. Thì như chúng ta biết rằng lợi nhuận gộp nó là cái mức chênh lệch giữa giá bán và giá vốn hàng hóa và giá vốn hàng hóa ở đây có thể là chi phí sản xuất ra sản phẩm hoặc là chi phí nhập hàng đối với lại những những doanh nghiệp làm thương mại. Chúng ta có công thức lợi nhuận gộp sẽ bằng giá bán trừ đi giá vốn hàng hóa. Lợi nhuận gộp là cái cơ sở ban đầu để các chuyên gia marketing và những người làm kinh doanh cân nhắc về tính hiệu quả của một kế hoạch xúc tiến bán hàng hoặc là một cái kế hoạch đưa các sản phẩm ra thị trường đối với lại một cái phân khúc khách hàng nào đó mà chúng ta quan tâm nếu như lợi nhuận gộp cao thì điều đó có nghĩa là cái việc kinh doanh này của chúng ta nó nó có tiềm năng cái sản phẩm mà chúng ta nhập về chúng ta bán cái sản phẩm mà chúng ta sản xuất ra chúng ta bán đến với lại cái nhóm khách hàng mục tiêu với cái giá mà chúng ta định à, định giá đó nó có tiềm năng nhưng điều đó chưa có nghĩa là cái việc kinh doanh này nó nó sản sinh ra lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp bởi vì chỉ số lợi nhuận gộp thì chúng ta đang còn chưa tính các cái khoản chi phí khác như là chi phí vận hành doanh nghiệp chi phí lương của người lao động, à, chi phí bán hàng, à, chi phí truyền thông marketing, vân vân, chúng ta còn rất nhiều những cái khoản chi phí khác nữa. Và kể cả là các cái chi phí về về lãi vay ngân hàng hay là cái chi phí cơ hội thì chúng ta đều đang chưa tính toán. Do đó nên à, chỉ số lợi nhuận gộp nó mới chỉ là cái bước đầu tiên thôi để chúng ta xem xét xem là cái công việc kinh doanh này nó có có tiềm năng hay không. Chúng ta có một ví dụ như sau. Sản phẩm A có chi phí sản xuất hoặc là cái chi phí nhập hàng là 65 đồng. Sau khi tính toán nhu cầu của thị trường và khả năng chi trả cũng như là uh, giá trị sản phẩm này so với lại các cái uh, sản phẩm khác tương đương trên thị trường thì chúng ta xác định cái mức giá bán lẻ là 200 đồng. Khi đó lợi nhuận gộp của sản phẩm này sẽ bằng 200 đồng trừ đi 65 đồng bằng 135 đồng. Rõ ràng trong công thức này thì chúng ta đang chưa hề nhìn thấy cái chi phí quản lý doanh nghiệp, uh, thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí lãi vay ngân hàng và các chi phí cơ hội khác ở đâu. Chỉ số tiếp theo là tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu, viết tắt là GOS. Chỉ số này cho biết tỷ suất lợi nhuận gộp trên mỗi đồng doanh thu mang về từ việc bán hàng. Chúng ta có công thức GOS sẽ bằng lợi nhuận gộp và chia cho doanh thu bán hàng nhân với lại 100 và đơn vị tính của nó chính là là phần trăm. Và chúng ta tính toán trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, thường là chúng ta sẽ tính toán theo quý, theo 6 tháng và và theo năm Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu là con số để chúng ta so sánh cái kết quả kinh doanh của công việc kinh doanh giữa các năm hoặc là giữa các quý trong một kỳ kinh doanh với nhau. Nếu công việc kinh doanh của chúng ta tốt và hiệu quả thì cái tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu này nó phải phải dương và nó phải tăng lên hàng năm. Khi mà tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu này giảm so với năm trước hoặc là so với lại các quý trước thôi thì khi đó những chuyên gia marketing cũng như là những người làm kinh doanh cần phải xem xét lại xem đâu là nguyên nhân để có được những cái phương án điều chỉnh nó phù hợp. Nhiệm vụ của những người làm marketing là phải góp phần giúp doanh nghiệp của mình giảm chi phí giao vốn hàng hóa hoặc là tăng giá bán để tăng chỉ số lợi nhuận gộp cho doanh nghiệp của mình. Để tối ưu được chi phí sản xuất, các chuyên gia marketing cần phải làm gì ạ? Một là chúng ta phải tính toán được nhu cầu của thị trường để sản xuất ra một lượng hàng nó không bị dư thừa. Hai là chúng ta phải triển khai các chương trình số tiền bán hàng làm sao cho nó hiệu quả để bán ra được một cái lượng hàng lớn giúp giảm giá thành sản xuất hoặc là hoặc là giảm giá nhập hàng, giảm ngày lưu kho và giảm cái lượng hàng tồn kho. Điều đó nó sẽ giúp cho cái lượng vốn chúng ta quay vòng nó nhanh hơn và giúp cho chúng ta sử dụng tài chính nó tốt hơn. Chúng ta có một cái ví dụ như sau về công ty Thế giới di động. Trên bảng này chúng ta nhìn thấy cái chỉ số GOS của công ty từ năm 2014 đến năm 2017 là nó có sự tăng trưởng. Nếu như năm 2014 là 15,21% thì đến năm 2017, cái GOS này tức là cái tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu là 16,8%. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là giá vốn hàng hóa của Thế giới di động từ năm 2014 đến năm 2017 nó nó giảm. Nếu như năm 2014, giá vốn hàng hóa của Thế giới di động chiếm 84,79% trên doanh thu thì năm 2017 nó chỉ còn 83,2% trên doanh thu. Điều đó có nghĩa là gì? có nghĩa là cái việc kinh doanh của công ty thế giới di động từ năm 2014 đến năm 2017 là nó tốt hơn nguyên nhân là gì nguyên nhân như chúng ta đã biết rằng từ năm 2014 đến năm 2017 thế giới di động liên tục tăng quy mô và mở rộng thị trường do đó cái lượng hàng hóa nó bán ra nhiều hơn nhờ đó mà thế giới di động đã đàm phán được với các nhà cung cấp giảm cái giá thành sản phẩm chỉ số tiếp theo là lợi nhuận dòng à, net profit Lợi nhuận dòng chính là cái phần lợi nhuận thực tế cuối cùng hay còn gọi là lãi dòng, lãi thuần của doanh nghiệp sau khi đã trừ hết tất cả các khoản chi phí như là lương nhân viên này, chi phí vận hành, chi phí quảng cáo, giá vốn sản phẩm, thuế thu nhập doanh nghiệp. Vâng, tất cả mọi cái chi phí sau khi chúng ta trừ đi thì cái phần tiền cuối cùng mà chúng ta để lại trong két thì chính là lợi nhuận dòng. Và chúng ta có công thức như sau, lợi nhuận dòng thì sẽ bằng doanh thu bán hàng và trừ đi tổng khoản chi phí mà chúng ta đã chi ra trong quá trình vận hành doanh nghiệp của mình. Và chúng ta tính toán trong một khoảng thời gian T nhất định nào đó, thường là chúng ta sẽ tính toán lợi nhuận dòng theo theo từng ngày một hoặc là theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm thì nó tùy thuộc vào cái quy mô doanh nghiệp của chúng ta và cái cách thức tổ chức doanh nghiệp của chúng ta để chúng ta tính toán cái lợi nhuận dòng này. Khi mà lợi nhuận dòng của doanh nghiệp tăng thì nó thể hiện cái năng lực quản trị về mặt tài chính quản trị kinh doanh tốt của ban lãnh đạo doanh nghiệp nó cũng có thể là do yếu tố giảm thuế à, do ưu đãi của nhà nước đối với lại cái dòng sản phẩm mà doanh nghiệp của chúng ta đang kinh doanh hoặc là cái khu vực mà các doanh nghiệp của chúng ta đang đặt cái trụ sở kinh doanh hoặc là ghi nhận một cái khoản doanh thu bất thường nào đó của doanh nghiệp ví dụ như là việc thanh lý tài sản à, hoặc là chúng ta bán đi một cái phần cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp thì đối với lại những cái công ty lên sản ấy, thì thông thường chúng ta hay có những cái phần cổ phiếu quỹ À, chúng ta mua lại khi mà cái giá cổ phiếu của chúng ta nó xuống thấp thì chúng ta mua lại cái cổ phiếu đó và khi mà cái giá cổ phiếu thị trường nó tăng lên thì doanh nghiệp mang bán đi một cái phần cổ phiếu quỹ thì đó cũng là một cái cách để chúng ta tăng cái lợi nhuận dòng cho doanh nghiệp còn khi mà lợi nhuận dòng của chúng ta thấp à, thấp khi nào khi chúng ta so sánh với lại các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ tiêu về lợi nhuận đề ra hoặc là so sánh với lại các chỉ tiêu về lợi nhuận dòng của các cái năm trước đó mà nó thấp thì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp cần phải tối ưu lại các khoản chi phí, à, tổ chức lại các bộ máy doanh nghiệp của mình sao cho nó hiệu quả về mặt kinh doanh, à, về các khoản chi phí. Cũng có thể là do các yếu tố thị trường nó không thuận lợi mang lại như là cái việc mà tăng giá vốn hàng hóa hoặc là tăng thuế. Còn đối với lại các chuyên gia marketing thì lợi nhuận dòng tăng nó là một cái phần do khả năng tối ưu là cái chi phí quảng cáo triển à, khai những cái chương trình truyền thông hiệu quả để bán ra được một cái lượng hàng hóa lớn trong một khoảng thời gian ngắn giúp giảm cái giá thành sản xuất xuống, à, giảm chi phí lưu kho, tối ưu được nguồn nhân sự và tối ưu được các cái khoản chi phí bán hàng cho doanh nghiệp. À, lợi nhuận dòng tăng cũng có thể là một cái lợi thế cạnh tranh nếu như mà công ty biết và so sánh với lại lợi nhuận của đối thủ cạnh tranh để chúng ta có thể đưa ra được những cái chiến lược cạnh tranh lấn áp đối thủ về mặt tài chính lâu dài thì nó sẽ làm cho đối thủ của chúng ta suy yếu đi Điều đó sẽ giúp cho chúng ta chiếm lĩnh được cái thị trường và chúng ta mong muốn Trên đây là một cái bảng so sánh lợi nhuận sau thuế của Diana và cotec Thì chúng ta thấy rằng năm 2015 thì cotec bắt đầu gia nhập thị trường và năm đến năm 2016 Thì chúng ta nhìn thấy rằng cái lợi nhuận dòng của cotec nó gần như là nó chỉ bằng 1 phần 2 so với lại Diana mà thôi Tuy nhiên một cái điều đáng nói ở đây đấy là cái doanh thu giữa Diana và doanh thu giữa uh, Cotex thì nó gần như là nó xem xem nhau. So sánh từ năm 2015 và năm 2016, doanh thu của Diana đấy là 4.500 tỷ thì doanh thu của Cotex thì nó cũng là 4.499 tỷ. Đấy ạ. Còn năm 2016 doanh thu của Diana là 5.050 uh, tỷ thì doanh thu của Cotex cũng là 4.948 tỷ, tức là cái khoảng cách về doanh thu nó nó không xa nhau là mấy. Tuy nhiên rằng cái lợi nhuận của uh, DNA lại gần như là cao gấp đôi so với lại lợi nhuận của của Cotech. ở đây nó lợi nhuận của DNA nó phải cao hơn Cotech khoảng tầm 90% 90-95% ấy. Đấy điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là trong cái quá trình mà quản lý kinh doanh thì công ty Kimberly Clark là cái chủ quản của uh, nhãn hàng Cotech họ đã không quản lý tốt được cái về mặt tài chính doanh nghiệp của mình bằng công ty dna. còn đối với lại các chuyên gia marketing thì để tăng cái lợi nhuận dòng cho doanh nghiệp, các chuyên gia marketing cần phải tối ưu được các khoản chi phí trong phạm vi quản lý của mình như là chi phí truyền thông này, chi phí quảng cáo, uh, chi phí tiếp thị, các cái chi phí về hàng khuyến mại, về hàng giảm giá, các chi phí liên quan đến nhà nhân viên tiếp thị, uh, tờ rơi, catalog sản phẩm, uh, chi phí lưu kho, chi phí địa điểm bán hàng, vân vân. tối ưu được chi phí có nghĩa là cùng một khoản chi phí các chuyên gia marketing cần phải target đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, tiếp cận được khách hàng nhiều hơn và làm cho họ có cái nhu cầu mua sản phẩm, kích thích hành vi mua hàng của khách hàng tốt hơn để tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng mục tiêu về về khách hàng mua hàng cho doanh nghiệp của mình. Tối ưu chi phí có nghĩa là cùng một khoản chi phí, chúng ta phải làm sao đó để bán được nhiều hàng hóa hơn đến với lại khách hàng tiềm năng của chúng ta. Chúng ta có một cái chỉ số thứ năm đấy là tỷ suất lợi nhuận dòng trên doanh thu, viết tắt là ROS. À, là viết tắt của từ Return on Sale. Đây là cái tỷ số giữa lợi nhuận dòng trên tổng doanh thu từ việc bán hàng của một cái chương trình tiếp thị. Và cái tỷ số này cho biết cái tỷ suất lợi nhuận thu về trên mỗi một đồng doanh thu từ việc bán hàng. Chúng ta có công thức như sau. ROS thì sẽ bằng tổng lợi nhuận dòng chia tổng doanh thu bán hàng và nhân với lại 100 và đơn vị tính của nó là là phần trăm. Và chúng ta tính toán trong một cái khoảng thời gian nhất định T nào đấy. Còn đối với lại các chương trình marketing thì bắt buộc là chúng ta phải tính toán cái ROE này theo từng cái chương trình marketing mà chúng ta đã triển khai. Sau đó thì chúng ta sẽ so sánh với lại cái uh, ROE mục tiêu khi mà chúng ta xây dựng cái kế hoạch marketing này. Đồng thời chúng ta sẽ phải so sánh cái ROE uh, theo cái kế hoạch kinh doanh năm của công ty và ROE của các chương trình mà chúng ta đã triển khai trong quá khứ. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là bắt buộc chúng ta phải uh, có dữ liệu cái chỉ số ROE này trong quá khứ để chúng ta so sánh và cái chỉ số ROE này đây cũng là một cái chỉ số tài chính rất là quan trọng để đánh giá cái hiệu quả về mặt kinh doanh của một doanh nghiệp ở đây thì chúng ta có một cái ví dụ về cái tỷ suất lợi nhuận dòng trên doanh thu của hai công ty một là công ty thế giới di động à, thì chúng ta thấy rằng từ năm 2014 đến năm 2017 thì cái chỉ số lợi nhuận dòng trên doanh thu của thế giới di động là đang có sự giảm dần theo thời gian. Nếu như năm 2014 cái tỷ suất lợi nhuận dòng trên doanh thu của Thế giới di động là 4,24%, tức là cứ 100 đồng doanh thu bán hàng thì Thế giới di động là lãi được 4,24 đồng. Nhưng đến năm 2017 thì cứ 100 đồng doanh thu bán hàng thì công ty Thế giới di động chỉ thu về 3,32 đồng. Còn đối với lại công ty sữa Việt Nam Vinamilk từ năm 2014 đến năm 2017 thì chúng ta thấy rằng cái chỉ số ROS của công ty nó đang nó đang có sự tăng trưởng. Nếu như năm 2014 cứ 100 đồng doanh thu thì Vinamilk thu về cái lợi nhuận là 17,35 đồng. Thì đến năm 2017, con số này đã tăng lên 20,17 đồng. Và nhiệm vụ của người làm marketing là chúng ta phải tìm cách để chúng ta nâng cái tỷ suất lợi nhuận dòng trên doanh thu để mang về cái lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp của của chúng ta. Đặc biệt nếu như mà công ty của chúng ta lên sàn chứng khoán thì cái chỉ số ROE này cũng là một trong những cái chỉ số rất là quan trọng để các nhà đầu tư nhìn vào, các nhà đầu tư đánh giá xem là một cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó có hiệu quả hay không. Như vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu về 5 trên tổng số 39 chỉ số đo lường hiệu quả về hoạt động marketing. Nếu như các bạn có nhu cầu học về khóa học này, các bạn có thể truy cập website đo lường hiệu quả marketing.com hoặc là gọi hotline 098 1985 880 hoặc là inbox cho mình theo địa chỉ Facebook là Harry Hải Trịnh. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.